Reuters dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin vào ngày 10 tháng 5 cho biết Tổng thống Putin đã đề cử ông Mikhail Mishustin tiếp tục giữ chức Thủ tướng, điều hành chính phủ Nga trong nhiệm kỳ mới của ông Putin. Đề xuất này vẫn cần Quốc hội Nga phê duyệt. Hạ viện Nga sẽ thảo luận và quyết định về đề cử ông Mishustin vào chiều nay ngày 10 tháng 5. Ông Volodin nói điều quan trọng là phải nhận được câu trả lời cho các câu hỏi về nhân khẩu học, chủ quyền công nghệ phát triển kinh tế và năng lực quốc phòng khi thảo luận về ứng viên thủ tướng. Nhiệm kỳ thứ năm kéo dài 6 năm của Tổng thống Putin chính thức bắt đầu hôm 7 tháng 5 sau khi ông tuyên thệ nhậm chức hôm 7 tháng 5. Theo quy định, sau lễ nhậm chức của ông Putin, toàn bộ chính phủ Nga từ chức để mở đường cho việc thành lập nội các mới. Ông Misutin, 58 tuổi, lần đầu tiên được bổ nhiệm làm thủ tướng vào tháng 1 năm 2020, thay thế ông Dmitry Medvedev việc ông misutin được tái bổ nhiệm đã được dự đoán từ trước vì ông đã dẫn dắt chính phủ thành công giúp nền kinh tế phát triển bất chấp xung đột ukraine và các biện pháp trừng phạt của phương tây trong cuộc họp nội các trước lễ nhậm chức tổng thống putin đã đánh giá cao hiệu quả công việc của thủ tướng misutin trong nhiệm kỳ ngoài thủ tướng misutin ngoại trưởng sergei lavrov và bộ trưởng quốc phòng sergei shogo được cho là cũng sẽ có tên trong nội các mới của nga Tổng thống Putin sẽ trực tiếp bổ nhiệm các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng, tư pháp, tình trạng khẩn cấp và nội vụ của đất nước với sự tham vấn của Hội đồng Liên bang Thượng viện. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói hôm 8 tháng 5, NATO đang hỗ trợ nhiều nhất có thể. Nếu không có sự giúp đỡ của NATO, Ukraine sẽ không thể cầm cự lâu như vậy. Có lực lượng NATO ở đó, ý tôi là một số binh sĩ, có cả quan sát viên, kỹ sư, họ đang hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, thủ tướng Ba Lan cho biết thêm NATO không can thiệp trực tiếp vào xung đột ở Ukraine do lo ngại chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra nếu khối này đối đầu trực tiếp với Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cùng ngày tuyên bố khối không có kế hoạch triển khai lực lượng tới Ukraine và Kyiv cũng không đưa ra đề nghị như vậy. Khi tôi thăm Ukraine tuần trước, họ không đề nghị gửi quân đội tới, họ chỉ yêu cầu được hỗ trợ nhiều hơn. Ông Stoltenberg làm rõ. Tổng thư ký NATO cũng nhận định Ukraine gặp khó trên chiến trường trong khi Nga đã đạt được nhiều bước tiến. Ông nói thêm muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng biện pháp chính trị thì chỉ có cách hỗ trợ nước này về mặt quân sự do Nga không có thiện chí đàm phán hòa bình. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 2 gây tranh cãi vì đề xuất khả năng đưa binh sĩ phương Tây tới Ukraine. Mỹ, Đức, Anh và nhiều nước châu Âu khác tuyên bố không có kế hoạch này Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto hồi tháng 3 nói rằng Pháp, Ba Lan không có quyền lên tiếng thay cho các quốc gia NATO trong vấn đề điều binh sĩ đến Ukraine. Ông cảnh báo là động thái như vậy chỉ làm leo thang căng thẳng và ảnh hưởng mọi nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev. Điện Kremlin từng cảnh báo nếu phương Tây điều quân tới Ukraine, điều đó có nguy cơ gây ra đối đầu trực tiếp, không thể tránh khỏi giữa NATO với Nga. Trang tin Mediazona vào ngày 9 tháng 5 cho hay các lệnh truy nã Tổng thống và cựu Tổng thống Ukraine đã không còn trong dữ liệu ở trang chủ của Bộ Nội vụ Nga. Tìm từ khóa Zelensky trên trang web này không còn cho kết quả nào. Trước đó, báo AIA Novosti hôm 4 tháng 5 đưa tin tên Tổng thống Ukraine Zelensky có trong danh sách bị Nga truy nã theo điều khoản của Bộ Luật Hình sự, nhưng Moscow không nêu thông tin chi tiết. Thông tin về ông Zelensky được đăng tải trên trang web bao gồm ngày sinh, ảnh chụp trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cùng một số thông tin khác. Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng bị đưa vào danh sách truy nã của Nga. Nga được cho là đã đăng tải lệnh truy nã này từ đầu năm nay nhưng chỉ đến tháng 4 truyền thông Nga mới phát hiện. Sau khi sự việc được phát hiện, hôm 6 tháng 5, Bộ Nội vụ Nga nói rằng việc đưa Tổng thống và cựu Tổng thống Ukraine vào danh sách truy nã là một thủ tục mang tính kỹ thuật và việc đưa ai hay loại ai khỏi danh sách là do Ủy ban điều tra Nga và các đơn vị của cơ quan này quyết định. Phía Nga và Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin mới nhất liên quan đến việc Moscow rút lại lệnh truy nã nhà lãnh đạo Ukraine. Kể từ khi xung đột nổ ra, Nga đã đưa nhiều quan chức và cựu quan chức Ukraine vào diện truy nã. Đầu tháng này, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexander Litvinenko cũng bị Nga đưa vào danh sách truy nã, không rõ lý do. Vào tháng 4, ông Litvinenko tuyên bố cần phải tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga để gây áp lực lên Moscow. Ông mô tả chiến thuật này là một yếu tố then chốt trong chiến lược của Kiev. Nga trước đó đã đưa vào danh sách truy nã Thủ tướng Estonia Kazakalas và người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirillov Budanov. Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng các lệnh truy nã này cho thấy sự bế tắc của Nga. Kiev cũng nhắc lại việc Tòa Hình sự Quốc tế ICC đã có chát bắt giữ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh giới chức Ukraine tuyên bố đã phá một âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Zelensky. Hai đại tá của cơ quan an ninh nhà nước Ukraine gọi tắt là UDO bị cáo buộc tiết lộ thông tin mật cho Nga để phục vụ âm mưu ám sát. Sau vụ việc trên, cơ quan an ninh Ukraine đã bắt giữ hai đại tá. Tổng thống Zelensky hôm qua cũng cách chức ông Sergeyev, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ các yếu nhân, quan chức cấp cao của Ukraine. Cuối năm ngoái, Tổng thống Zelensky từng nói rằng ông đã thoát ít nhất 5 vụ ám sát kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Ngoài ra, ông cũng nhiều lần thoát khỏi bàn tay tử thần khi xuất hiện ở trên tuyến hay các thành phố bị Nga tập kích một số chuyên gia quân sự cho rằng việc nga thông báo tổ chức cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật là tín hiệu gửi tới các nhà lãnh đạo phương tây rằng nga rất nghiêm túc điện kremlin đầu tuần này thông báo các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật của quân đội nga có liên quan trực tiếp đến tuyên bố của các quan chức và nhà lập pháp pháp anh và mỹ về việc họ sẵn sàng triển khai lực lượng quân sự ở ukraine trước đó cùng ngày bộ ngoại giao nga tuyên bố cuộc tập trận tên lửa hạt nhân chiến thuật đã được lên kế hoạch trong bối cảnh những tuyên bố hiếu chiến gần đây của các quan chức phương tây và những hành động gây bất ổn nghiêm trọng do một số nước thành viên nato thực hiện liên quan đến cuộc xung đột ở ukraine Bộ Ngoại giao Nga cũng trích dẫn các tuyên bố của Ba Lan về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan, cũng như động thái hạt nhân gần đây của Pháp và việc Tổng thống Emmanuel Macron đề cập đến khả năng cử binh sĩ Pháp và lực lượng quân đội NATO khác tới Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết cuộc tập trận tên lửa hạt nhân chiến thuật sẽ nhằm duy trì sự sẵn sàng về nhân lực và trang thiết bị của các đơn vị trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược để đáp trả và đảm bảo vô điều kiện sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Nga Cuộc tập trận của Nga được tiến hành trong bối cảnh Steadfast Defender, cuộc tập trận quân sự lớn nhất của NATO kể từ những năm 1980, diễn ra trên khắp châu Âu, bao gồm cả khu vực gần biên giới Nga. Kế hoạch tập trận hạt nhân chiến thuật được Moscow thông báo giữa lúc căng thẳng gia tăng với phương Tây khi các vị trí của Ukraine có nguy cơ sụp đổ trên chiến trường. Tờ Vodimosti của Nga vào ngày 7 tháng 5 lưu ý rằng những cuộc tập trận kiểu này hiếm khi xảy ra kể từ khi Liên Xô sụp đổ, nhưng đã từng được tổ chức hàng năm trong thời Xô Viết. Học thuyết hạt nhân của Nga chỉ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên khi sự tồn tại của quốc gia gặp nguy hiểm hoặc có nỗ lực nhằm quét sạch lực lượng hạt nhân của Nga. Đô đốc đã nghỉ hưu Sergei Avakyans, cựu chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Nga, nói với tờ Ivestia cuộc tập trận sắp tới của nga được thúc đẩy bởi căng thẳng gia tăng do phương tây gây ra đặc biệt là bởi những tuyên bố rằng lực lượng nato bao gồm cả quân đội mỹ có thể được triển khai tới ukraine không giống như kho vũ khí hạt nhân chiến lược, kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga không bị hạn chế bởi các hiệp ước. Những vũ khí này có thể được bán từ một loạt hệ thống dùng chung với các loại vũ khí thông thường, bao gồm hệ thống tên lửa Iskander-M, tên lửa hành trình Kalib và Kh-59, tên lửa hoặc bom thả từ trên không, tàu ngầm tên lửa hành trình lớp Yasen và một loạt hệ thống pháo thông thường, bao gồm MSTAS, Akashia, Ziasin-S, Pion, Manka và Chupan. Nhà nghiên cứu Ilya Kramnik tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga cho rằng thông báo về cuộc tập trận không làm thay đổi học thuyết hạt nhân quốc gia của Moscow. Điều đáng chú ý nhất là cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh có những tuyên bố khiêu khích nhất định từ quan chức các nước NATO. Trong khi đó, chuyên gia an ninh Dmitry Stefanovic tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga nhận định rằng những tuyên bố mới nhất từ các quan chức Nga là một thông điệp hạt nhân rõ ràng, điều chưa từng xảy ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine. Chuyên gia Stefanovic lưu ý, phản ứng cứng rắn của Nga báo hiệu rằng trong trường hợp xảy ra xung đột cường độ cao chống lại một đối thủ vượt trội, nước này sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược về phần mình alexei liênkov chuyên gia công nghệ quốc phòng tại moscow nói với sputnik rằng cuộc tập trận sắp tới sẽ gửi thông điệp tới bất kỳ quốc gia nào cho rằng nga không có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật đồng thời cốp cảnh báo rằng việc phương tây một lần nữa chọn cách phớt lờ những cảnh báo của nga về vấn đề này là một sai lầm nghiêm trọng mặc dù vậy chuyên gia cốp không cho rằng bất kỳ cuộc tập trận nào của moscow trong tương lai sẽ liên quan đến việc sử dụng loại đạn hạt nhân trực tiếp do Nga tuân thủ cam kết không tham gia thử nghiệm hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu chúng ta đang nói về chính sách đối ngoại, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng đây là một tín hiệu nhất định cho các nước phương Tây đang tham chiến ở Ukraine, những quốc gia đang có kế hoạch chính thức gửi quân đội tới đó hoặc sẽ cung cấp một số loại vũ khí cho phép Ukraine bắn vào lãnh thổ nước Nga, ông liền cốp lý giải thêm. Nói cách khác, kế hoạch tổ chức tập trận hạt nhân chiến thuật của Nga nhằm gửi đi thông điệp đến phương Tây rằng Moscow chỉ sẵn sàng chấp nhận ở mức độ có giới hạn đối với các hành vi gây hấn, chuyên gia liền cốp nhấn mạnh. Liên quan đến các tuyên bố mới nhất của Moscow về kế hoạch tổ chức cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật, ông Ern Rasmussen, trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, nhận định rằng đây là tín hiệu gửi tới các nhà lãnh đạo phương Tây rằng Nga rất nghiêm túc theo ông dadmussen nếu các nhà lãnh đạo phương tây leo thang vấn đề này hơn nữa bằng sự can dự trực tiếp vào cuộc xung đột tại ukraine quân đội nga sẽ buộc phải trực tiếp đối đầu với các lực lượng phương tây đồng thời cựu quân nhân mỹ cảnh báo điều này có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật khiến tình hình leo thang và cuối cùng dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực Tôi không tin rằng Nga muốn làm điều này, dường như chính quyền Moscow đang cố gắng gửi tín hiệu cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng leo thang hơn nữa. Nhà bình luận các vấn đề quân sự và quốc tế từng làm việc trong quân đội Mỹ 20 năm cho biết thêm. Thật không may, ông Rasmussen cảnh báo, trong trường hợp mặt trận Kiev sụp đổ, những tuyên bố thù địch từ các nước phương Tây về việc can dự vào Ukraine sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ trực tiếp với Nga. Cựu quân nhân Mỹ nhấn mạnh, đây là một hành động khiêu khích rất nguy hiểm, một sự leo thang vô cùng nghiêm trọng, tôi cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây không nên làm điều đó.